huyệt vị hữu ích dành cho người bị dạ dày. 1. Huyệt cự khuyết, huyệt nằm ở ngay giữa buồng tim, đứng thẳng giữa bụng, phía trên rốn 6 thốn. Dùng đầu ngón tay cái day và ấn huyệt trong khoảng 1-2 phút, lặp lại nhiều lần, ngày làm từ 1-2 lần. Huyệt đạo này rất có hiệu quả trong việc điều trị các bệnh liên quan tới dạ dày và đường ruột như dịch vị dạ dày tiết quá nhiều, dạ dày bị co thắt, hẹp thực quản, lồng ngực nóng gian. 2. Huyệt thượng quản, huyệt nằm ở vị trí trên lỗ rốn 5 thốn, dưới huyệt cự khuyết 1 thốn. Mỗi ngày bấm huyệt 1-2 lần, mỗi lần bấm từ 1-2 phút, nên thực hiện mỗi đợt từ 10-15 ngày liên tục. Day bấm thường xuyên huyệt này có tác dụng giảm đau dạ dày, giảm cảm giác căng tức bụng, sôi bụng, buồn nôn, ói mửa, xa dạ dày. 3. Huyệt túc tâm lý. Cách xác định, đặt hai bàn tay lên đầu gối, điểm nằm ở đầu của ngón tay áp út chính là huyệt túc tâm lý. Cách thực hiện, dùng hai đầu ngón tay của hai bàn tay, day ấn mạnh vào hai huyệt. Huyệt có tác dụng trị đau dạ dày, nôn mửa, tiêu hóa kém, táo bón, ruột viêm, các bệnh liên quan tới hệ tiêu hóa, cơ thể suy nhược, thần kinh suy nhược. 4. Huyệt lậu cốt. Huyệt lậu cốt nằm ở lõm sát bờ sau trong xương chày, là đường thẳng phía trên mắt cá chân 6 thốn. Thường xuyên day bấm huyệt này sẽ giúp cải thiện nấc cụt, cảm giác cản trở bụng, sôi bụng, buồn nôn, xa dạ dày, nhão dạ dày. 5. Huyệt công tôn. Huyệt nằm ở giữa thân và đầu sau thân xương đốt một bàn chân, cách mắt cá chân khoảng 3 thốn. Mỗi ngày có thể bấm huyệt 1-2 lần. Mỗi huyệt nên bấm từ 1-3 phút, nên bấm huyệt mỗi đợt từ 10-15 ngày. Huyệt công tôn có tác dụng trong điều trị gan bàn chân nóng, đau dạ dày, rối loạn thần kinh, ruột viêm. Lưu ý, thời gian cảm nhận được tác dụng của bài bấm huyệt này phụ thuộc vào thể trạng, sức khỏe của từng người và mức độ bệnh nặng hay nhẹ. Chúc các bạn áp dụng thành công. Hãy like và share nếu bạn thấy hữu ích.